Đây có số máy thủy rồi con, nhất là con Yamaha nè, Yamaha turbo tăng áp 36 ngựa, 3.550 vòng trên phút, 3.050 vòng trên phút. Đây 36 ngựa, 3.050 vòng, tôi nhanh lắm rồi con. Đây ghê không, turbo tăng áp tiếng nổ hết hồn, hai máy nha, máy còn đẹp cực kỳ không, xanh giờ rồi con. Yamaha còn còn bóng rồi ghê không, đẹp. Đây con mua về chạy ghe thuyền xe cộ ok. Yamaha quá đẹp rồi con ơi, turbo tăng áp nó ghê nha. Rồi con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Còn đây là con Isuzu, đây Isuzu 40 ngựa, Isuzu 4 máy 40 ngựa, hộp số thủy rồi còn luôn nha con. Đây Isuzu, đây cái hộp tiếp lô rồi càng số lên da là còn luôn nè, đây đầy đủ rồi con, đây càng số lên da là còn luôn, tiếp lô đồng hồ báo giờ động là còn luôn nè, ghê không. Đề là nhỏ là tiết kiệm điện nha, đề này bấm nhẹ cái chạy thôi con, hộp số vô rất là nhẹ nhàng. Con số máy thủy Isuzu 4 máy, còn đây Isuzu 3 máy 20 ngựa, còn đây là ZB, ZB 400, Mitsubishi C50, còn đây là 3T63. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây 3T63 là 11 ngựa, 2800 trên phút. Ok bà con ơi, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bốn máy rồi, con này rất đẹp nha, cái Isuzu này. Con này hộp số sẵn luôn, con về chạy là biết chừng nào. Con này là Yamaha. Quá đã luôn rồi con ơi. Đề này tiết kiệm điểm con, chích nhẹ là chạy thôi. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. À, chạy hết rồi con mua chích chạy nào đó, chích là chạy đó. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi,